Ê, tú tú, gì đấy, gì đấy? Úi dồi ôi, từ từ. Hôm nay bác mặt đẹp thế này mà ngã bây giờ thấy bất lịch sự. Ừ, sao đây? Bác lại có con giày mới. Con giày mới nào? Thì đấy, cháu thấy bác cười cười nói vui vẻ lắm. Sau rồi còn gọi quy cháu đấy à, nghe thân thương lắm. À, ôi giời, anh ấy là chủ của nhà này đấy. Mà, này, trùng hợp lắm nhá. Tê Quy cũng tuổi rắn, thích con đi nhà mình. Ba, rùa cũng có rùa rít rùa rát chứ. Rít rát cái gì? Nó là con bà Quyên bán bảng mã đấy. Hồi xưa định giới thiệu cho con Ly. À, à, Ly nó kể cho cháu rồi. Mà cái con dở hơi đấy nhá, chưa gặp mặt nó đã chê già. Thấy phong độ không? Nó à, mà chịu gặp mặt bây giờ à, có khi có hai đứa bác bế hai tay. Mình ơi, vào chuẩn bị nốt cho con đi, sắp đến giờ khai trương rồi. Ờ, đi đi cả đi. Cháu nữa tú ba đi. Quán em mới khai trương, anh mang bánh về ăn thử nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Xin chào mọi người, đây là chị Ly, bà chủ vô cùng xinh đẹp này á, đã hạ gục trái tim của đầu bếp nhiều sao Michelin. Mọi người ơi, ủng hộ cô Ly nha, cô Ly bánh. Chị Ly. Ly ơi. Xin chào. Quán hoành tráng đấy nhỉ? Chúc mừng nhá. Cảm ơn anh. Chị ơi, em với Phi có một quà cho chị khai trương hồng phát. Mèo thần tài à? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn con đạt nha. Em mang vào trong nhá. Mẹ, mẹ ra khi nào đấy ạ? Sao báo cho bọn con? Bố có việc đi Quảng Ninh, cho nên mẹ đi theo luôn. Mà sao nhìn con tiều tụy thế? Với lại mẹ ra đây xem Linh như thế nào? Thấy suốt ngày live stream, tập thể hình yoga gì đấy à? Em mà lớn rồi mà, mẹ kệ nó đi. Nó có thể tự quyết định cuộc sống của nó được mà. Con nói cái kiểu gì đấy, hả? Thì con nói thật. Bây giờ con thấy nó rất ổn, sống có chí hướng và trách nhiệm hơn, lại còn kiếm được ra tiền nữa. Nó bắt đầu tự lập được rồi đấy. Tự lập? Có nghĩa là không cần cha, không cần mẹ, không cần anh, không cần em gì hay sao? Mẹ biết là ý con không phải là như thế mà. Vậy thì ý của con luôn trách mẹ, tại sao lại can thiệp vào chuyện tình cảm của con chứ gì? Vẫn còn đang vương vấn con bé đấy à? Mẹ, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa. Con không muốn là mối quan hệ của mẹ con mình lại căng thẳng hơn nữa đâu. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài có chút việc. Quán mình đóng cửa rồi ạ. Quán đóng cửa rồi hả em? Sao anh lại tới đây? Hôm nay nhà hàng bận nhiều việc, đến giờ anh về tới chúc mừng em được. Anh ngồi đi. Anh uống gì để em pha? Thôi không cần đâu. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã gửi hoa tới chúc mừng em. Hôm nay đúng là muộn thật rồi. Lần sau anh tới, em pha cà phê cho anh nhé. Có gì đâu. Dù sao em cũng từng là nhân viên của anh mà. Nhìn thấy em trưởng thành thế này, anh rất vui. Quán rất dễ thương, như chính con người của em. Em vẫn như xưa thôi mà. Chỉ có điều chắc là em trưởng thành hơn một chút. Có một điều này anh rất muốn hỏi em, nhưng không biết có nên nói ra không nữa. Có chuyện gì thế ạ?
Thời mình mới quen nhau ấy, anh muốn làm tất cả mọi việc chỉ để giúp em trưởng thành hơn. Nhưng đến bây giờ thì anh lại cảm thấy hối hận vì điều đấy. Em nói rất đúng. Ai rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng sự trưởng thành của em lại là mất mát quá lớn đối với anh. Và anh không chịu đựng được. Vẫn chưa xong việc hả em? Có cần anh giúp gì không? Em xong rồi ạ. Chỉ còn dọn nốt chỗ này thôi. Tí nữa anh đưa em về nhé.